Dạ vâng, cửa hàng âm thanh 7M97 xin kính chào toàn thể các bác nha. Thì sau cái livestream buổi trưa hôm nay thì buổi chiều thì em đã soạn được cái lô vàng X3 này để gửi tới tất cả các bác. Lần này về tới tận 150 con vàng các bác, và có rất là nhiều các dòng vàng khác nhau, bao gồm vàng TD Tai Chi, vàng X3, vàng X5. Đấy, thì ba những cái dòng vàng ấy thì bên em về khá là nhiều các bác nha. Và ngày hôm nay thì em xin phép lên sóng các bác là vào vàng X3 trước đi. Vàng X3 thì nói chung là cái dòng vàng X. Cái dòng vàng X thì thực sự là một cái dòng vàng quá quen thuộc rồi. Dòng vàng em hay nói là dòng vàng quy chuẩn của những dòng vàng số khác ấy. X thì có tại X3, X5, X6, X8, X10, X12. Rất là nhiều các dòng vàng các bác nhá. Và dòng X này thì nó luôn luôn là một cái dòng mà được khẳng định chất lượng từ trước đến nay, qua bao nhiêu đời, qua bao nhiêu năm rồi, thì dòng vàng X nó vẫn có một tiêu chuẩn đứng rất là vững chắc trên thị trường các bác nhá. Và trước đây em nhớ cách đây tầm 2 tuần và 3 tuần gì đấy thì em có về cho bác một lô vàng X5 tầm 50 con và đi hết rất là nhanh các bác nha. Thì ngày hôm nay em sẽ về một cái model đời trước hơn của X5, nhưng thực tế ra thì nó cũng là giống hệt X5, không khác một cái điều gì, giống tới tận 99% về X5 các bác nha. Cho nên cái chất lượng của đồng này với dòng X5 thì không khác biệt gì cả, có duy nhất một điều khác biệt thôi, và lát nữa sẽ nói về cái dòng và cái điểm khác biệt đấy. Thì trước mặt các bác đây thì sơ sơ chắc phải tầm hơn 40 con vàng X3 các bác nha, đầy đủ sự là chọn cho cả các bác luôn. Về phần mặt trước, về phần mặt trước của dòng này thì nó cũng giống như các dòng khác, nó thiết kế khác giống hệt X5 thôi, không khác biệt gì các bác này. Và lưu ý các bác, đây là một dòng, đây là vang X, vang phím X5 mà phím mềm các bác nha. Như em đã nói rồi, các dòng X thì nó sẽ có hai loại, thứ nhất là một dòng là phím cứng, thứ hai là một dòng phím mềm. Đây em có thể ví dụ cho các bác luôn về dòng phím cứng này. Đấy, đây là dòng phím cứng các bác nha. Phím cứng của X này, đây là cũng là dòng X5 nhưng mà đây là X5 phím cứng các bác nha. Đấy, đây phím cứng nha, còn đây là dòng phím mềm. Và phím mềm thì lưu ý các bác là dù vì là cái dòng này là cái dòng cao su tổng hợp các bác nha, cao su tổng hợp cho nên là cái dòng này nó rất là mềm, và khi mà chúng ta mà cái này sử dụng nhiều ấy thì nó sẽ bị đục đi các bác nha. Đấy, những cái dòng này cao su tổng hợp thì các bác học ấy, nó sẽ bị đục màu đi, còn những cái dòng này thì nó chỉ bị bẫn màu đi, và cái màu trắng của nó vẫn giữ nguyên như này. Đấy, dù người ta đã sử dụng rất là lâu đúng không bác. Đấy, phần trước thì nó sẽ có cho các bác là ba cụm mic phía trước này, một cái đèn hình màn hình hiển thị. Ở đây là màn hình hiển thị dạng analog nhé. Đấy, tiếp theo là một cả ba cái chip áp vô cùng quen thuộc đúng không ạ? Cái này cũng không phải giới thiệu quá nhiều nữa, về mic này, về effect và về music này. Ngoài ra thì nó sẽ đưa cho các bác là tới 10 cái phím chức năng, 10 phím chức năng ra ngoài để các bác có thể vô tư thoải mái mà cài đặt các cái phần thông số của con vang này, ví dụ như mic, echo, reverb, music. Ngoài ra sẽ là một cái phím control tổng này, hai phím up down lên xuống khi mà chúng ta cài đặt này. Control này thì cái tác dụng của nó chỉ là khi mà các bác cài đặt bất kỳ một cái thông số nào trong cái con vang này thì các bác sử dụng phím này để các bác thay đổi thông số của nó các bác nha. Đấy, còn các cái này để thay đổi cái âm lượng thôi. Đấy, đúng không ạ? Phần mặt trước thì rất là đơn giản thôi, nó gần như là giống hết X5 và các bác là quá quen thuộc rồi, cái này không phải quá giới thiệu quá nhiều. Ba cái cụm mic phía trước tương ứng với là ba cái chip áp này, ba cái chip áp đây là ba cái chip áp để tăng giảm cái âm lượng của mic đổ vào đúng không ạ? Đấy, về phần mặt sau, thì X5 như thế nào thì nó như vậy, nó sẽ có một công tắc này, một cái quạt tản nhiệt này, một cái cổng RS232 là cổng chúng ta cài đặt phần mềm, và ngoài ra sẽ là hai cái cổng hoa sen in 1 in 2 là để tín hiệu đầu vào các bác nha. Để bây giờ sẽ đến cái điểm khác biệt duy nhất giữa dòng X3 và X5, đó chính là việc là dòng X3 thì nó chỉ cho các bác là 4 cái cổng Canon đầu ra, tương ứng là cổng left right này, cổng center và cổng sub. Nó sẽ không cho các bác hai cổng surround. Cái này thì là cái cách phân biệt của X3 và X5 hôm trước em đã nói rồi đúng không ạ? Đấy, hai cái cổng này thì nó sẵn vẫn sinh ra, nhưng người ta lại dùng hai cái miếng thép này, dùng một cái này này người ta bịt lại, tôi coi như là dòng này không có hai cái cổng surround. Và vì là hai cái cổng surround này không có so với X5, cho nên dòng X3 này có một cái thiệt thòi cho X5, các bác biết là gì không ạ? Đó chính là dòng X5 thì các bác có thể dùng làm effect rời thoải mái, tuy nhiên dòng này thì không các bác nhá. Dòng X3 này thì không, X5 có thể làm effect rời vì nó có hai cổng surround, còn X3 thì sẽ không có. Không thể làm FX rời vì không có surround quá nha. Đấy, đấy là tất cả tổng quan. Nói chung là X5 như thế nào, nó như là như vậy, không khác biệt gì cả. X5 thì là một phiên bản nâng cấp, nhưng mà phiên bản nâng cấp theo đánh giá thì nó không thêm bớt một cái gì các bác nhá. X5 nó chỉ thêm đúng hai cái cổng surround thôi, còn chất âm của echo, reverb, tiếng mic, tất cả mọi thứ linh kiện bên trong, thiết kế bên ngoài đều giống X3, không có cái gì khác biệt cả. Đấy, nó chỉ có một cái khác biệt duy nhất là hai cái cổng surround. Đấy, và cái điểm cái cổng surround là cái điều mà em cần phải nhấn mạnh, vì là cái dòng vàng X thì các bác biết rồi, trên thị trường chỉ có một vài dòng hiếm hoi, một vài dòng vang số là người ta có thể làm effect rời thôi. Thứ nhất là dòng vàng X,
thứ hai là các cái dòng Shiso Chipat, và thứ ba là các cái dòng vàng Hugo. Còn những một số cái dòng khác nó tên hơi lạ thì lúc ấy các bác sẽ tự em sẽ giới thiệu sau, đúng không ạ? Đấy, cho nên là vì là không có hay cổng số round nên cái điều thiệt thòi của X3 so với X5 đó chính là việc là nó không làm được effect rời và chỉ có thể là làm gia đình thôi. Đúng không ạ? Bây giờ các bác mua, nếu các bác mà những bác nào làm show chậu, show sự kiện đám cưới thì chúng ta không tính đến. Tuy nhiên những bác nào làm gia đình mua một con X3 chất lượng như X5 là giá lại chỉ có còn thấp hơn X3 rất là nhiều, đúng không ạ? Đấy. Tiếp theo về phần bên trong, phần nội thất này, ruột gan phần các bác quan tâm rất là nhiều, đúng không ạ? Đây là cái dòng này thì những cái tín đồ của các cái linh kiện bên trong của vang số càng thích nhiều thì đây là cái dòng vang này có lẽ là một sự lựa chọn khá là phù hợp cho tất cả các bác này. Vang X thì độ X xịn của nó chỉ sợ phải có hai nguồn các bác nhá, ngoài nguồn xuyến, hai nguồn bín áp, một dạng tròn, một dạng vuông như thế này các bác này. Bín áp, nguồn bín áp nó cũng có dạng vuông các bác nhá, chứ không phải là chỉ có nguồn xuyến, nguồn tròn này mới gọi là nguồn bín áp đâu ạ. Đấy. Thứ hai là toàn bộ linh kiện của nó đều là những linh kiện cao cấp, bao giờ bao gồm là các cái tụ nhôm này, trên là các tụ gốm, và chip vi xử lý của con này là chip Analog Device 21375 các bác nhá. Đấy, nó cũng giống như X5 thôi. Analog Device 21375 này và một dòng chip của DSP nhá. Đấy. Đây là một cái bùa trong hú này, bùa trong hú để cá ấy này. Đấy, bùa trong hú là bùa trong hú rời, và lưu ý một điều là cái bùa này cũng là bùa rời các bác nhá. Bùa này bùa rời này. Một số bác hôm trước là em có gửi vang X5 đi và cái hiện tượng là khi mà gửi vang vào mà các bác không thấy có tiếng dù đèn màn hình đã lên. Thì rồi là do cái này các bác này, đây là bùa xử lý, cái bùa chip vi xử lý của nó này, nó là dạng bùa rời. Cái này các bác có thể bóc ra được mà. Bóc ra nên là nếu như mà trong cái trường hợp mà các bác mà nhận hàng mà các bác cảm thấy là bật nguồn vẫn lên nhưng mà lại không có tiếng mic, không có tiếng nhạc ra ngoài thì các bác có thể giúp em một điều là các bác tháo ra. Đấy, em các bác tháo thoải mái mà. Bác tháo ra kiểm tra xem là cái bùa này có bị lỏng không. Đấy, thứ hai là các bác nhấn chặt giúp lại cho em, nhấn chặt lại cho em để có cái kết nối rồi cái bùa xử lý vi xử lý này tới những cái phần vi mạch bên trong của cái con vang này, nó được ổn định các bác nhá. Tụ đều là tất là những cái nhiều cái tụ xịn. Đấy, đây các bác nhìn thấy này, đây là hai cái cổng này là hai cái cổng sau rao đây. Đấy mà đang chừa ra đây. Đấy, đúng không ạ? Đây đúng không ạ? Đúng không bác? Dòng này thì khá hay, dòng này X5 như thế nào thì nó như vậy, nó chỉ có một điều là nó không làm được FSR mà thôi. Đấy, cho nên cái giá của nó rồi cũng mềm hơn X5 rất là nhiều các bác nhá. Hiện tại thì giá tại cửa hàng bên em đối với dòng vang X3 này thì giá sẽ là 2.300.000 đồng và bao ship cho cả bác luôn. 2.300.000 đồng các bác nhá. X5 thì giá sẽ là 2.500.000 đồng. Đấy, đúng không ạ? Bác nào đang có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp cho số điện thoại đang hiển thị trên mình các bác nhá. Và X3, X5 thì đang sẵn hàng cho tất cả bác. Và lưu ý đây là dòng vang phím mềm. Bác nào muốn có tự lấy phím cứng thì có một hai con đấy. Đây có em có hai con này, hai con này là hai con X5 luôn các bác nhá. Hai con X5 phím cứng. Và bác nào có thể có nhu cầu về phím cứng rẻ hơn thì các bác cứ liên hệ với em. Còn vang X3 và X5 rất là nhiều, đang còn thoải mái sự lựa chọn cho tất cả các bác luôn, đúng không ạ? Và xin hẹn gặp lại tất cả các bác ở những cái clip tiếp theo của âm thanh bãi 1977 các bác nha. Xin chào.